Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay. Chúc Phương nha. Hôm nay Phương dẫn cả nhà mình đến một địa điểm mới để thăm bãi cá với Phương nè. Ở phía sau cái đám cỏ mòm này nè cả nhà, với ở phía đằng kia mấy cái bụi rau muống nữa. Hồi chiều hôm qua Phương thấy trời diễn mưa, cái Phương đem ra đây Phương đặt đại. Hôm nay chiều mát lại rồi, Phương dẫn cả nhà mình ra đây mình thăm. Mời cả nhà cùng theo Phương nha. Phương bị bệnh nên cái giọng nó khác rồi. Đi ra cả nhà ơi. Ôi mấy con cá rô được quá tròn, mấy con ta, hai con cá rô cả nhà, cá rô nhỏ. Trời luôn.
chế tại mấy cái bẫy này là mình đặt ở dưới chỗ sâu á nha, nên là nó hơi khó lấy cá nha. Chút nữa mình lấy ốc rồi. Ôi vô con rắn. Rồi con rắn rồi nè ơi. Ôi ôi. Nhớ lại những gì. Ăn rắn nha. Rắn nước. Ôi con rắn nước. Chưa con rắn nước. Rắn nước mập quá ta. Cá. Cá lóc không phân con. Ôi hẹn gì ở đây kiểu như là nó đặc đặc á. Nên là có rắn nữa. Chớp đầu vô đây luôn rồi. Trời ơi, dúng cái đầu vô đây luôn, cứng nhắc luôn. Đầy luôn nè. Ngon quá à. Ừ. Sơ cũng mạnh luôn. Ôi vô, vô cái bự rồi. Ui. Ôi ôi. Ôi ôi. Hai con cá bự luôn đó nha ơi. Ê cái nhà ơi. Ôi ơi, ngon nè. Cái mình đặt có mấy cái nhà cả nhà ơi. Cũng được luôn hết cả nhau. Tại chỗ mới á, nên mình không biết tình hình thế nào mình đặt trước mấy cái. Mình thấy hồi nãy trên đường mình vô mình thấy có cái điểm bên kia cũng ngon lắm. Để mình dời qua phía bên kia thử. Để xuống dưới đây. Xuống dưới đây mình bứt ít đọt con nhút nè. Ở đây có cái bãi như này. Dưới đây có cái bãi lại ra đây nè, cái nhà cát ở dưới.
riêng đi, để về có ăn sống để nó không bị tanh. Đây ra được nữa không ta? Ôi sâu lắm luôn á. Tự nhiên đây có bẻ lại cái bức ở đây là sâu lắm luôn á. Đi lên đây luôn. Đấy. Nè, mình được một con cá lóc, hai con cá lóc, ba con cá lóc. Ba con cá lóc to với mấy con cá lóc cẩn á. Ba con cá lóc to với mấy con cá lóc cẩn với ít con cá rô. Với anh con rắn nắng nước này nữa. Tiêu luôn rồi. Thôi giờ mình tranh thủ mình về cả nhà ơi. Giờ cũng sụp chiều rồi. Cả nhà xem đến đây cho Vương xin một lượt like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những chuyến đi kế tiếp của Vương nha. Nay thì Vương đặt ít à, để chuyến sau Vương đặt nhiều hơn và đến cả nhà video nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.